Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng của sàn thương mại điện tử Temu. Để đăng ký được tài khoản Temu thì đầu tiên các bạn cần phải tải cái app Temu trên điện thoại về hoặc các bạn có thể truy cập vào website là temu.com hoặc các bạn có thể nhấn thẳng vào cái link mình để trong phần mô tả của video để nhận được cái ưu đãi lên tới 1 triệu 500 nghìn đồng dành cho những người mới bắt đầu đăng ký tài khoản của Temu. Để nhận được cái ưu đãi này thì sau khi mà click vào đường link nó hiển thị ra như này các bạn nhấn vào cái nút là đăng nhập để nhận đó như vậy nó sẽ chuyển các bạn tới cái bước là tiến hành đăng ký tài khoản. Còn nếu các bạn đăng ký qua App Temu thì các bạn truy cập vào App Temu, sau đó tại trang chủ ứng dụng thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục bạn ở phía bên dưới này, ngay chính giữa các bạn nhấn vào đó. Tại đây các bạn cũng sẽ nhìn cái nút là đăng nhập và đăng ký thì chúng ta sẽ nhấn vào đó để đăng ký tài khoản. Tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn cái hình thức đăng ký tài khoản. Ở đây có khá nhiều hình thức. Thứ nhất là các bạn có thể đăng ký bằng email này, thì các bạn nhấn vào tiếp tục với Google. Nếu các bạn muốn đăng ký bằng tài khoản Facebook thì các bạn chọn cái thứ hai là tiếp tục với Facebook. À, các bạn có thể đăng ký với uh, tài một cái tài khoản email khác thay vì là tài khoản gmail của google các bạn có thể đăng ký bằng icloud hoặc là hotmail bất kỳ một cái tài khoản email nào các bạn có thể đăng ký với cái hình thức thứ ba này và cái thứ tư là các bạn có thể đăng ký tiếp tục với số điện thoại là các bạn sử dụng số điện thoại của bạn để các bạn đăng ký ở đây thì phương án nào phù hợp với các bạn thì các bạn lựa chọn ví dụ như là mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại của bạn thì mình sẽ chọn cái thứ tư tiếp theo thì mình sẽ nhập cái số điện thoại mà mình muốn đăng ký vào các bạn lưu ý ở phía trước ô nhập số điện thoại thì nó sẽ có cái mã vùng quốc gia. Ở đây nó sẽ mặc định nó nhập diện của mình là tại Việt Nam thì nó sẽ ghi là vn cộng 84 này. Còn nếu các bạn thấy là cái ở đây cái mã vùng nó chưa chính xác với lại cái quốc gia của các bạn thì các bạn có thể nhấn vào đó, các bạn lựa chọn lại cái quốc gia của các bạn nhé. Thì ở đây mình để mặc định là Việt Nam rồi và mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Sau khi mình nhập xong số điện thoại thì chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Các bạn sẽ nhận được một cái mã xác minh gửi về tin nhắn số điện thoại. Các bạn sẽ kiểm tra tin nhắn và điền cái mã xác minh đó vào đây sau khi mà điểm mã xong thì các bạn đã hoàn thành cái bước đăng ký tài khoản rồi và lúc này các bạn có thể tiến hành mua hàng ở trên Temu được rồi. Tuy nhiên rằng thì các bạn lưu ý này ở đây nó sẽ có một cái phần thông báo là thêm email để bảo mật tài khoản. À, bạn có thể sử dụng địa chỉ email để đăng nhập vào Temu và đặt lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Có nghĩa là ở đây các bạn sử dụng số điện thoại để đăng nhập, đăng ký tài khoản thì khi mỗi lần các bạn đăng nhập vào đăng ký thì các bạn sẽ cần phải nhập cái mã nó gửi về tin nhắn số điện thoại cho bạn để xác thực để đăng nhập vào trong tài khoản. Còn nếu mà các bạn sử dụng email, thêm địa chỉ email vào hoặc là đăng ký tài khoản bằng email thì các bạn có thể là đặt mật khẩu cho cái tài khoản của bạn. Và sau này ví dụ các bạn quên mật khẩu và các bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng email đó. Sau đó thì các bạn nên sử dụng cái hình thức là đăng ký tài khoản bằng email hoặc là các bạn đăng ký bằng số điện thoại cũng được nhưng bạn nên thêm cái email của các bạn vào nếu như các bạn có email thêm vào trong tài khoản của mình để tăng cường thêm cái bước bảo mật tài khoản cũng như là các bạn có thể đặt được mật khẩu cho cái tài khoản của mình. Thì ở đây mình sẽ thêm email của mình vào sau khi mà thêm email mình sẽ nhấn tiếp tục. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhận được một cái mã gửi về trong email của các bạn đã đăng ký. Thì các bạn sẽ vào email và điền cái mã đó vào đây. Đó sau khi mà mình điền xong thì nó sẽ thông báo là bạn vừa thêm một email vào tài khoản của mình thì mình nhấn ok. Nói như vậy là mình đã hoàn thiện cái phần đăng ký tài khoản trên cái sàn thương mại từ tử Temu. Và lúc này tại cái giao diện của phần bạn này các bạn có thể nhìn thấy các cái tính năng nó cũng nếu mà các bạn đã sử dụng Shopee rồi thì các bạn có thể thấy những tính năng này nó tương tự, tự như là sàn thương mại điện tử Shopee thôi. À, các bạn nhìn đến phần tin nhắn này là những cái tin nhắn mình đã nhắn trao đổi với các cái shop ở trên sàn à, đơn hàng của bạn để bạn kiểm tra những cái đơn hàng của bạn hiện tại là có những đơn nào đã đặt và những đơn nào đang được vận chuyển để trạng thái đơn hàng của bạn như thế nào ở phần đánh giá của bạn để cho bạn xem những cái đánh giá mà bạn đã gửi ở trên sàn này rồi uh, mã giảm giá và ưu đãi thì bạn phải nhấn vào đây ví dụ như hiện tại là mình có ba cái mã giảm giá như một giảm 170.000, giảm mấy mươi nghìn, giảm 250.000, nghìn, À, tương đương với đó thì những cái điều kiện để có thể áp dụng được cái mã này các bạn có thể vào đây để kiểm tra những cái mã ưu đãi mà mình đang có tiếp theo là cái phần số dư tín dụng này tại đây thì bạn có thể xem cái số tiền mình đang có ở trên sàn này và có thể sử dụng cái số tiền đó để mua hàng ở trên sàn rồi và cuối cùng là cái phần địa chỉ thì các bạn có thể nhập cái thông tin địa chỉ của các bạn vào đây để khi mà các bạn mua hàng thì họ sẽ gửi hàng về đúng địa chỉ cho các bạn đây là cái địa chỉ mà các bạn sẽ nhận hàng đó là cái phần tài khoản của các bạn bây giờ thì chúng ta muốn mua hàng thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục trang chủ này đó, sau đó thì các bạn sẽ tìm kiếm cái sản phẩm mà các bạn muốn mua ở trên cái sàn này. ở đây các bạn có thể nhìn cái phần thanh menu của đó nó gợi ý chúng ta một số những cái sản phẩm đây, những cái danh mục sản phẩm đây. đó, các bạn có thể lựa chọn vào đây hoặc các bạn gõ vào phần tìm kiếm để các bạn tìm cái sản phẩm bạn muốn mua. ví dụ như là mình muốn mua giày nam chẳng hạn, thì mình gõ vào đây. đó, các bạn chọn ví dụ giày nam đẹp, chẳng hạn. đấy các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều sản phẩm. Mà chúng ta muốn mua sản phẩm nào thì chúng ta sẽ nhấn vào sản phẩm đó, chúng ta đặt mua hàng thôi. Mình đã có một cái video hướng dẫn chi tiết cách mua hàng trên sàn thương mại tử Temu rồi, mình để link ở trong phần mô tả của video này nhé. Các bạn hãy click vào đó để xem chi tiết. Còn video này thì mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản trên sàn thương mại Temu rồi. Hy vọng rằng video đã giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.